Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của huyện Ninh Châu phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Sơn La. Trong trang cơ sở lần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi gương trưởng công an xã Yên Sơn năng động. Tiếp đó là phóng sự trung tâm truyền thông văn hóa huyện Yên Châu phát huy vai trò cơ quan tuyên truyền ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, luôn sâu sát gần dân, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, nhạy bén trong công tác là phẩm chất của Thượng úy Trần Văn Hải, trưởng công an xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Sinh năm 1991, với tuổi đời còn rất trẻ, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, năm 2020, anh Hải đã được điều động bổ nhiệm, nắm giữ vai trò là trưởng công an xã Yên Sơn, huyện Yên Châu. Mặc dù ở cương vị mới, nhưng anh luôn xác định tư tưởng phải luôn kiên định, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Xác định xã Yên Sơn là địa bàn quan trọng và phức tạp về an ninh trật tự, tiếp giáp với huyện Mai Sơn và đặc biệt là tiếp giáp với hai xã biên giới của huyện Yên Châu, có tuyến đường quốc lộ 6C chạy qua địa bàn. Với nhiều thành phần dân tộc sinh sống đan xen, dân cư phân bố không đồng đều, là điều kiện dễ phát sinh các loại tội phạm. Vì vậy, bản thân anh luôn xác định tự trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nắm vững địa bàn để bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Giữ chức vụ trưởng công an xã tại địa bàn thì bản thân tôi thì cũng xuống địa bàn cơ sở để nắm tình hình tư tưởng của bà con và nắm lại cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng các cái kế hoạch báo cáo để tham mưu đúng đủ cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã để thực hiện tốt trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, và cũng thường xuyên xây dựng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã xây dựng các kế hoạch để phối hợp nhau để phát triển và nhân rộng lên các cái gương điển hình tiên tiến và các cái mô hình các nhóm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, và hàng tuần, hàng tháng, hàng quý thì chúng tôi cũng đã cho anh em xây dựng kế hoạch của từng cá nhân để trực tiếp xuống địa bàn bám nắm với bám sát cơ sở để nắm tình hình, để có những đề xuất đúng đắn về công tác trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Và hiện tại tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì được giữ vững ổn định. Trong đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân anh đã trực tiếp phát hiện bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng phạm tội về ma túy. Vật chứng thu giữ 0,08 gram heroin, 18 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan. Một vụ, 5 đối tượng phạm tội đánh bạc, vật chứng thu giữ 5.300.000 đồng, 52 quân bài tú lơ khơ và một số vật chứng khác có liên quan. Một vụ vi phạm kinh tế thu giữ 330 kg lâm sản phụ. Phát hiện xử lý hành chính một vụ, 2 đối tượng về hành vi không giao nộp vũ khí. Vật chứng thu giữ 2 khẩu súng kíp, lập một hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, lập mới một giáo dục tại xã. Đồng thời chỉ đạo ban công an xã quản lý tốt 8 đối tượng giáo dục tại xã, 4 hồ sơ án treo, 14 hồ sơ tù tha về và 4 đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú trên địa bàn, vượt chỉ tiêu thi đua cao điểm. Đến nay, an ninh trật tự trên địa bàn xã tiếp tục giữ vững ổn định, không để đột xuất bất ngờ xảy ra. Địa bàn bản Trường Hưng là bản trung tâm của xã Yên Sơn, đó là giáp danh với huyện Mai Sơn, xã của Cò Lòi. Hai nữa là giáp danh với hai xã biên giới Trường On và Phiên Khoài, đó là cái bản trung tâm rất hay xảy ra những cái rất là phức tạp về an ninh trật tự, trộm cắp tài sản rồi đánh nhau, ma túy. Mấy năm về trước là tình rất không ổn định. Từ những năm có những đồng chí công an chính quy về phụ trách ở xã, cảm thấy tình hình an ninh trật tự của bản và của xã thế ổn định và phát triển hơn nhiều. Khi ở bản có những cái sự việc gì xảy ra thì đồng chí Hải cũng trực tiếp xuống trao đổi với ban quản lý bản chúng tôi để kịp thời để tìm ra những hướng để giải quyết.
Qua đó, người dân trên địa bàn xã luôn tin và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc được phát huy, tình hình an ninh trật tự của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, cuộc sống của người dân đang dần khởi sắc. Sau khi công an chính quy về đảm nhận chức danh tại địa bàn xã Yên Sơn, thì tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đảm bảo, đặc biệt là các đồng chí lực lượng công an xã đã thường xuyên tham mưu cho thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân xã trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng chí Trần Văn Hải sau khi đảm nhận chức danh trưởng công an xã thì thường xuyên tham mưu và xây dựng các phương án trong đảm bảo về tình hình trật tự, đặc biệt là trong cái thời gian diễn ra công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp, và đặc biệt là trong cái thời gian tới thì các kỳ họp, đặc biệt là kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã ngày 25 tháng 6 đợt tới. Những đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, Thượng úy Trần Văn Hải đã được Công an tỉnh tặng giấy khen về điển hình tiên tiến công an xã trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen về thành tích diễn tập chiến đấu phòng thủ. Với những thành tích đó, anh vinh dự được Công an huyện Yên Châu đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu, những năm qua, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Châu không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình, phát huy hiệu quả trong công việc truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Những năm qua, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Châu không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình, phát huy hiệu quả trong việc truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Để đảm bảo tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện được trang bị tương đối đầy đủ các hệ thống thiết bị như máy thu, phát sóng, bộ sản xuất chương trình, các loại máy quay, máy ghi âm, máy tính. Đảm bảo tốt việc sản xuất các chương trình và phát sóng đến tất cả các địa bàn dân cư của huyện. Theo đó, tùy vào định hướng tuyên truyền cũng như các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và huyện, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Bản thân cũng lựa chọn những cái chủ đề mà sự kiện mang tính chất chính trị mà được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt như vừa qua như là dịch bệnh COVID-19 này, về cái công tác phòng chống dịch này và tình hình dịch bệnh diễn ra như thế nào. Và cũng vừa qua thì như cái sự kiện chính trị như là bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thì bản thân lựa chọn những cái khía cạnh mà nổi bật nhất để kịp thời phản ánh để cho dư luận và bà con được nắm bắt và hiểu rõ hơn. Mỗi tuần, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện thực hiện 5 chương trình thời sự phát tiếng phổ thông, 5 chương trình thời sự phát thanh tiếng dân tộc Thái và 1 chương trình tuyên truyền pháp luật. Thời lượng từ 20 đến 25 phút trên một chương trình. Qua đó, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với mọi người. Luôn chủ động phát hiện, phản ánh kịp thời phong trào thi đua của các cấp, ngành, địa phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, tăng cường tuyên truyền các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các phong trào phòng chống dịch bệnh trên người, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, công tác giao nhận quân, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thì tôi thì từ lúc tầm khoảng 5 giờ đi thì đài tiếng nói cũng
phát tất cả những một số những chương trình thông tin của huyện để phát để tôi cũng nắm bắt được hết như thời điểm như bây giờ. Rất là thấy nó hợp lý ở chỗ là huyện có một số chủ trương như là tiêu thụ nông sản, một số những cái chương trình của huyện để tôi nắm bắt là nó rất là bổ ích cho bản thân. Trong 30 bản của xã Phiên Khoài thì có 21 cái cụm loa phát thanh được tiếp sóng truyền thanh của cả trung ương và địa phương, nên là từ đó là cái kênh rất là hữu ích để tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến bà con nhân dân. Từ đó là bà con nhân dân là tiếp cận được các cái chủ trương đấy, là hạn chế được những cái việc vi phạm pháp luật và học hỏi được các cái mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Châu đã sản xuất được 264 chương trình phát thanh với hơn 2.000 tin bài, đồng thời đội ngũ phóng viên, biên tập viên của trung tâm còn tích cực tham gia cộng tác tin bài, phóng sự với Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, Báo Sơn La và Cổng Thông tin Điện tử huyện. Xác định trạm truyền thanh cơ sở là khâu cuối cùng quyết định hiệu quả các chương trình phát thanh, có vai trò quan trọng giúp cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện thường xuyên kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất, nắm bắt tình hình hoạt động của các trạm truyền thanh cơ sở, cử cán bộ kỹ thuật phối hợp khắc phục các sự cố đối với hệ thống truyền thanh, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ phụ trách các cụm loa các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc việc tiếp âm đều đặn chương trình của trung tâm, ghi chép sổ nhật ký và làm tốt chương trình truyền thanh địa phương. Đến nay, 15 trên 15 xã thị trấn đều có cụm loa truyền thanh. Riêng Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện quản lý trên 50 cụm đầu thu FM không dây được phân bố phù hợp tại các bản. Hàng năm được kiểm tra sửa chữa kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền tại địa phương. Còn để đảm bảo như là chương trình của tuyên truyền của chương trình của huyện cũng như là của tỉnh hoặc của trung ương thì hàng ngày là trạm vẫn thu phát Đài Tiếng Nói Việt Nam và thu chương trình của đài huyện để phát trên hệ thống loa. Thứ nhất là chúng tôi có hai kênh. Thứ nhất là kênh của những người trực tiếp, người ta ở gần, ở cụm loa. Và thứ hai là chúng tôi là bằng trực tiếp đi kiểm tra. Khi nó sự cố, nó hỏng hóc thì chúng tôi kiểm tra. Nếu như bị cháy côn thì chúng tôi sẽ xử lý thay côn. Và nếu như mà nó bị sự cố máy phát thì chúng tôi phải kiểm tra lại. Thế là làm sao lúc nào cũng thông tin cũng được thông suốt tới bà con rất là nóng hổi hàng ngày, hàng giờ đấy ạ. Đối với cái chức năng nhiệm vụ của mình thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm cũng đã rất là cố gắng khắc phục những khó khăn. Thứ nhất là đã đưa được những cái nội dung thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con nhân dân, đặc biệt là các bản tiểu khu trên địa bàn huyện Yên Châu. Và bên cạnh đó nữa thì cũng đội ngũ phóng viên và kỹ thuật viên thì các em cũng đã về với cơ sở để lấy tin bài và cũng đáp ứng phản ánh kịp thời những cái sự kiện chính trị của địa phương cũng như là tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa phương. Thì trong thời gian vừa qua thì mặc dù thì cũng còn gặp rất nhiều những cái khó khăn, thì đội ngũ cán bộ phóng viên kỹ thuật viên cũng đã hết sức là cố gắng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, nhưng với nỗ lực quyết tâm của đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Châu sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của thính giả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trang cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trang cơ sở lần sau.